Wow, trời, sản phẩm này mình mua với giá là 70.000 đồng và khi mở ra thì nó không cun ngầu như mình nghĩ. Ừ, nhỏ xíu dễ thương à. Ái cha, được tặng luôn cả ba pin đi kèm cơ à, uy tín đấy. Mình mở lắp ở trên lưng nó ra, lắp pin vào, ấn cái nút ở tay cầm này thì cái cánh quạt ở bên trong lòng nó sẽ quay nhá. Sau một hồi loay hoay tìm cách nắp nước xà phòng vào thì mình cười sáng, vì hóa ra là nó đổ ra cái khay đựng và sau đó nhúng nòng xuống và ấn nút là được. Woohoo, đẹp quá. Bây giờ thì mọi người hãy theo chân Tôm đi làm mấy kiểu ảnh nhá. Sau một hồi khổ sở vì gió thì cuối cùng mình cũng đã có thành quả rồi đây. Và 1 pô, 2 pô, 3 pô. Ấy, mọi người thấy sao nhỉ? Sản phẩm này nó ok nhá. Nhất là đối với những ai thích chụp ảnh mà lại kiểu mộng mơ nữa thì đừng có bỏ qua nó, rước về ngay nhá. Mọi người muốn Tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Hello anh em nhá. Hôm nay tôi có một cái này cực kỳ dễ thương cho anh em luôn. Nó là một cái hộp đựng kẹo mút đồ chơi hình robot nhá. Nói là hình robot nhưng tôi thấy nó giống người ngoài hành tinh hơn đấy. Nhìn nó giải trí cực kỳ mà cứ buồn cười mãi thôi. Anh em chỉ cần nhét cái cây kẹo vào tay cầm của nó rồi ấn công tắc cò thì cây kẹo sẽ được kéo ra kéo vào khỏi miệng của nó. Nếu ai bảo đây là đồ chơi chỉ dành cho trẻ con thì xin lỗi nhá. Người lớn chơi vui là đường khác. Nhất là mấy cô gái hay thích mấy kiểu dễ thương thú vị hài hước như này lắm. Biết đâu lại tán được gái trong vòng một nốt nhạc ấy chứ. Lưu ý, không sử dụng sản phẩm này cho những người nhạt nhẽo hoặc quá khó tính, vì khả năng cao cảm xúc của mình sẽ chuyển từ buồn cười sang buồn hẳn luôn. Anh Tuấn ơi. Cái gì đấy? Cho anh kẹo. Ngon em ạ. Nhưng mà không bị lạ lạ. Bị lạ? Đúng rồi, em ngậm từ nãy giờ. Mọi người muốn Tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Review dụng cụ bắn phao giấy cho dân sống ảo xem có đúng như lời đồn hay không nhá. Đây rồi. Ơ, à, sao mà nó đẹp thè lè thế này? Nhìn cứ như là đôi tắt ấy. Ở chỗ dán thì nó có xíu tiên tuyến này. Hướng dẫn là mình phải dùng mồm thổi hơi vào. Xong đấy là bóp bùm. Thổi hơi vào. Chắc là phải cầm chặt. Phải, bây giờ làm nào nhở? Để nghiên cứu lại cái. A few moments later. Sau một hồi nghiên cứu này, phá nát hết cái đống này ra rồi. Mình thấy cái loại này nó làm quá là dở mấy đấy. Ở đầu thì dán sơ sơ bằng mấy cái giấy này. Bên trong là kim tuyến đấy. Bên trong là có bột, mấy cái gói chất, gói nước gì đây. Bực mình quá, lên trên mạng xem làm sao mà để có thể bắn được. Hóa ra là người ta cần phải cho mình một cái ống hút cắm vào mông, thổi lên xong rồi bắn. Thế nhưng mà em hỏi cái shop bán cho em là ống hút của em đâu. Ống hút của em đâu ạ? Nope. Không rồi, lỗi không phải tại sản phẩm, lỗi tại shop thì sao? Hello tất cả anh em. Mọi người nhìn mấy cái này có thấy quen quen không? Đây chính là súng bắn kim tuyến, hay gọi là dụng cụ bắn kim tuyến. Ở cái video lần trước ấy, thì sau khi mình lên cái video là mua phải hàng đẻo hàng lởm và đánh giá shop một sao thì shop đang alo ngay cho mình. Xin lỗi. Và đèn bằng những cái gọi là súng nó phải chuẩn như thế này đây. Nó phải đầy đủ ống hút thế này. Ơi nhưng mà có lỗi thì xin lỗi là ok. Thì hôm nay cái súng này nó đã chuẩn đây rồi. Thì chúng ta sẽ thử xem là cái bắn kim tuyến này nó có đẹp không nhá. Thổi rất là dễ luôn, chỉ cần một hơi thôi là đầy. Bây giờ thì mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Cùng chờ đợi nào. 1, 2, 3, BOOM! Đẹp vậy! Bắn thế mới là bắn chứ lệ. Tuyệt vời luôn. Thế nhưng mà có một cái đặc điểm là khi chơi xong là dọn là cũng hơi mệt đấy. Được rồi, lần này thì xứng đáng 10 điểm nhá. BOOM! BOOM! Những ai muốn làm siêu anh hùng thì ở lại đây. Tuổi thơ chắc là ai cũng thần tượng Spider-Man và nhiều đêm nằm mơ thấy mình biến thành người nhện đi giải cứu thế giới đúng không? Chính vì vậy, hôm nay ta có súng bắn nước đồ chơi kiểu bắn tơ của người nhện biến ước mơ có sức mạnh siêu nhiên của mọi trẻ em thành hiện thực. Giá bằng một bát phở bò tái nhiều hành trần, chất liệu nhựa rẻ tiền. Chỉ cần bơm nước vào bình chứa, đeo vào cổ tay, dán nước băng gai cố định. Sau đó bóp cò tay là có thể cama phun ra nước rồi. Có điều, bình chứa nước khá nhỏ, chắc tầm 100ml. Và lỗ tiếp nước thì nó còn nhỏ hơn, gây khó khăn. Nhựa sắc cứa vào tay khá là rát. Và sức nước bắn ra thì như quần què, cứ tóe ra tóe ra như là mưa phùn vậy. Đúng là siêu anh hùng gì có về đến Việt Nam thì cũng thua hết mấy cái anh chạy xe ôm công nghệ với các bác các chú hay ngồi rít thuốc lào ở đầu ngõ. Chốt lại là dở. Tưởng thế nào chứ siêu anh hùng này chỉ dành để tưới cây. Mọi người muốn Tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Ngày xưa mà ai có những cái bộ xịn xò như này thì đó là cả một ước mơ. Ai thà, cái tâm nhỏ nhỏ, cái
cụ của nó đây. Rất là đẹp. Nhìn nó giống như cái bấm ngón tay vậy. Cái này có thể chức dụng là móc khóa luôn đây này. Thì cầm ấy, mình sẽ cho cái ngón tay cái đặt xuống dưới đây, không được vướng lên cái chỗ phần trên, bởi vì khi mình kéo cò ấy mà cái này nó vướng ấy thì nó sẽ không thể bắn được dây thun đi. Mình sẽ móc một đầu dây nịt ở đầu cái súng này và một cái thì sẽ móc ra phía sau. Đấy. Nói chung ấy, bắn nịt là một môn trò chơi khá là thú vị nhưng mà cũng ẩn chứa rất là nhiều nguy hiểm, không khuyến khích chơi đâu nhá. Ok. Mọi người muốn Tom review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Tuổi thơ của bạn gắn liền với món đồ chơi dân dã nào? Ná cao su à? Hoặc trọi cỏ gà? Còn tôi là tôi có bắn ống pop. Ống pop là một loại đồ chơi được làm từ ống của một loại tre có ruột rỗng. Thời đó không có nhiều đồ chơi công nghệ như bây giờ nên người ta đã chế ra nó để trở thành một loại đồ chơi khá là nghịch ngợm đấy. Đạn chủ yếu là hạt đay hoặc là giấy nhung ướt đi rồi vo thành cục. Nguyên lý hoạt động của nó thì giống như ống xi lanh vậy. Tôm đã tìm nát khắp các gian hàng thương mại điện tử rồi mới mua được một cái người ta cải biên từ nhựa. Ống pop nhựa này thì dĩ nhiên là nó không bao giờ được bền như ống pop tre rồi. Nó được chế thêm cái ống đút bi chứ chuẩn của nó là không có. Cứ thế nhét hạt vào đầu kia và thụt đầu còn lại là được. Loại đồ chơi này cũng bị các phụ huynh hạn chế cho chơi rất nhiều bởi vì sợ con nít nghịch ngợm chẳng may bắn vào mặt nhau thì hối không kịp đâu. Hôm nay là mình hoài niệm lại quá khứ một chút thôi chứ không khuyến khích chơi cái trò này đâu nhá. Phùng chu. Phùng chu. Ê, thằng mấy con này. Tao bắt được quả tang nha, mày vừa bắn được cái tao phải không? Đâu về đây. Mọi người muốn Tom review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Có gì thú vị? Cái súng bắn tiền này nó có giá dao động từ vài chục đến 100.000 đồng. Thoạt nhìn chỗ lắp pin thì sẽ nghĩ là 2 viên nhưng không, nó phải cần 3 pin mới chạy được. Đừng để bị lừa nhá. Cái chỗ đóng mở này còn có công dụng là nẹp chặt tiền bên trong nữa. Và khi nhấn cò thì cái quay bên trong sẽ hoạt động để nhả tiền ra. À mà đó chỉ là lý thuyết thôi. Còn vào thực tế thì sao á? Do kinh tế nghèo đói nên mình đành vay ít tiền của các cụ. Vậy cơ mà khi dùng tiền đô thì cái máy này nó bị kẹt, không hoạt động được. Ờ thế thì ok, đành vét hết ví để dùng bằng polymer cho nó bắn dễ vậy. Rồi, hiệu quả đấy. Và bây giờ thì hãy cùng Tôm thực hiện vài bộ ảnh nhá. Vâng, và thưa quý bạn và các vị, bức ảnh này mang tên sinh viên cuối tháng. Ok, và sau khi trải nghiệm thì Tôm thấy rằng cuộc đời này nó không đẹp như phim. Vì sao? Vì mình nghèo thôi. Mọi người muốn Tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Nghe lạ đấy. Sản phẩm này mình mua với giá là 69.000 đồng. Nó bé hơn mình tưởng tượng, nhỏ xíu xíu à. Hình dáng thì cũng cute. Có sẵn một chiếc kẹo mút bên trong. Máy này thì nó không chạy bằng pin nhá. Nó là động cơ tay kéo. Bóp cò là con quay sẽ xoay để chiếc kẹo mút được đẩy ra khỏi nòng. Mới đầu á là mình nghĩ là nó sẽ bắn được kẹo mút đi xa cơ, nên là trong lúc này mình không biết phải khóc hay cười vì việc nó làm được duy nhất chính là đóng mở chiếc kẹo mút vào ra. À thì thôi, tính ra là vẫn còn cây kẹo để ăn cơ mà. Xem nào. Mà cái kẹo này nó cũng chả thơm, vị thì cứ lợ lợ kiểu gì ấy. Bỏ đây. Bỏ ra 69.000 đồng để ăn một cây kẹo mút theo cách cồng kềnh hơn thì đúng là phí tiền. Không biết khi mua về để dỗ các cháu thiếu nhi, các cháu có chê không? Nhưng mà mình là mình chê cái này rồi đấy. Mọi người muốn Tom review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha.